Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho 30 tập chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, thắp hương là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Khi thắp hương thì gia chủ sẽ gửi theo lời nguyện ước cầu cho gia đạo bình an, cũng là để bày tỏ tấm lòng thành kính của mình đối với đấng linh thiêng thông qua làn khói trắng kết nối với cõi vô hình. Người xưa quan niệm rằng nếu nén hương sau khi cháy hết mà tàn không dụng, lại uốn cong theo hình vòng cung thì đây chính là điềm báo của sự may mắn, được bề trên chứng giám và gia chủ sẽ cầu gì được nấy. Tuy nhiên, điều ngược lại khiến cho nhiều người vô cùng lo lắng, đó là nén hương đang cháy mà lại bị tắt giữa chừng. Có thể đây là điềm báo xấu chứng tỏ thần linh đang giận dữ và xui xẻo sắp sửa ập đến lúc nào không hay. Vậy thì thực hư vấn đề này ra sao? Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu nhé! Thưa quý vị, bên cạnh đó có thể xua đuổi tà ma, tránh xa vận hạn liên tục bủa vây. Quý vị hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, được chế tác sản xuất và khai quang trì chú bởi thầy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo. Thắp hương không cháy hết là điềm báo gì? Xem ngay kẻo tai ương ập xuống, tiền bạc đội nón ra đi. Bạn cũng biết đấy, việc thắp hương đã trở thành một tục lệ lâu đời không thể thiếu trong văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, có đôi khi chúng ta gặp phải trường hợp hương chỉ cháy đến nửa chừng rồi vụt tắt mà không cháy hết. Nhiều người ngay lập tức đâm ra bàng hoàng, sợ hãi, không biết mình có đang làm gì sai mà lại bị thần linh trách phạt, không nhận hương khói. Hay đây là dấu hiệu của điềm báo xui xẻo gì hay chăng? Lời khuyên cho bạn vào lúc này là hãy thật sự bình tĩnh và tiến hành xem nguyên nhân khiến nhang chỉ cháy giữa chừng là do đâu. Bạn đừng nên quá lo lắng vì điều này, bởi vì có rất nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho việc thắp hương giữa chừng bị tắt. Vì vậy, hãy thật bình tĩnh xử lý từng trường hợp khác nhau, bạn nhé! Trường hợp thứ nhất, hương bị dính nước nên tắt giữa chừng. Đây có thể được xem là một trong tình trạng khá phổ biến và quen thuộc. Cho dù bạn có cẩn thận đến đâu thì chỉ với một giọt nước rơi trúng nhang cũng sẽ khiến cho nhang bị tắt giữa chừng. Vì vậy, nếu thắp hương không cháy hết thì bạn hãy kiểm tra lại xem có phải rơi vào tình trạng này hay không. Trường hợp thứ hai, phần lõi hương bị ẩm. Việc thắp hương trên bàn thờ không cháy hết hương khiến cho nhiều người suy nghĩ hoang mang, không biết mình có gặp phải điềm xui xẻo nào hay không. Bạn nên biết rằng không phải điều gì cũng là suôn sẻ. Có thể vô tình, ngày hôm đó bạn cầm chúng nén hương có phần lõi bị ẩm do bảo quản không tốt hoặc là do thời tiết mưa nồm, và khi cháy đến phần đó thì nén nhang bị tắt là một chuyện rất hiển nhiên. Do đó, hãy thật bình tĩnh kiểm tra thử, đừng vội vàng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Trường hợp thứ ba, do gió thổi mạnh quá. Nếu nhang đang cháy bình thường mà bỗng nhiên vụt tắt, thì bạn hãy thử kiểm tra xem thời điểm đó có gió thổi qua hay không. Bởi nén hương có ngọn lửa rất nhỏ, chỉ cần một làn khói thổi qua cũng rất dễ bị tắt. Trường hợp thứ tư, hương kém chất lượng nên bị tắt giữa chừng. Thêm một điều nữa có thể khiến cho nén hương của bạn bị vụt tắt giữa chừng, đó chính là hương kém chất lượng cho nên không bắt lửa, khiến cho lửa chỉ cháy được một chút là vụt tắt. Vậy nên khi chọn mua hương, bạn hãy lựa chọn những bó hương đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng này gây hoang mang. Trên đây là 4 nguyên nhân khách quan thường gặp khiến cho nén hương của bạn bị vụt tắt giữa chừng. Lúc này, bạn không cần phải quá lo lắng. Nhưng ngược lại, nếu nén hương bạn thắp hương không phải gặp vấn đề ẩm ướt, mưa gió mà tôi vừa nhắc ở trên, bình thường bạn thắp bó hương đó không sao, bỗng nhiên lần này hương lại tắt giữa chừng, thì rất có thể đây là điềm báo tâm linh mà bạn cần phải lưu ý. Theo quan niệm dân gian thì nén hương bị tắt sẽ chia làm 3 trường hợp. 1. Nén hương bị tắt phần trên. Phần trên của nén hương là phần thiên. Đây là điềm báo cho thấy việc làm ăn của bạn đã bị thần thánh hoặc tổ tiên của trách do một lỗi lầm nào đó, cần phải sửa lại kẻo rước họa vào thân. 2. Nén hương bị tắt ở phần cuối. Đây là phần địa. Nếu nén hương bị tắt tại phần này chính là điềm báo của sự động long mạch, thờ cúng thần linh thổ địa chưa đúng. Bếp nấu đặt sai vị trí hoặc bị phạm trong đại kỵ phong thủy, lập lư hương chưa đúng, không có linh ứng, và quan trọng hơn, đây chính là dấu hiệu của gia trạch chưa yên, còn nhiều vấn đề trong gia đình. 3. Nén hương bị tắt ở phần giữa. Phần giữa của nén hương là phần thân, bị tắt ở đây báo hiệu cho những việc người thân trong gia đình sắp xảy ra chuyện không hay. Có thể là tai nạn hay là một tai họa nào đó sắp giáng xuống.
Nếu nén hương bị tắt và nén hương mà bạn thắp trong đêm giao thừa, thì trong năm đó bạn và gia đình sẽ gặp nhiều điều không hay, xui xẻo, công việc làm ăn thất bát, làm gì cũng không thuận lợi. Xác định năm đó sẽ là năm hạn, cho nên nếu có dự định làm ăn khởi nghiệp đi đâu xa thì nên rời lại năm sau. Trường hợp nén hương trong cúng lễ mà bị tắt, cách xử lý ngay lúc này là nên để yên và châm lửa lại cho chúng cháy hết. Tuyệt đối không được nhổ ra rồi mới châm, bởi lúc này nhang sẽ trở thành nhang thừa. Để hạn chế việc nén hương bị tắt giữa chừng thì bạn phải thật cẩn thận, chọn nhang có chất lượng và kiểm tra thật kỹ trước khi thắp hương. Nhưng trong trường hợp bạn đã rất kỹ càng mà vẫn xảy ra tình trạng này thì chắc chắn đây là một điểm báo xui xẻo. Quý vị thân mến, việc thắp hương vốn thuộc về yếu tố tâm linh trong đời sống của con người và giấc mơ cũng là nơi kết nối thế giới thực tại với cõi linh thiêng vô hình đó. Chính vì vậy, khi nằm mơ thấy việc thắp hương cúng bái, nhiều người lập tức cho rằng đây chính là một điềm báo nào đó mà thần linh cũng như là chư vị tổ tiên muốn gửi tới họ thông qua giấc chiêm bao. Vậy thì quý vị có thắc mắc rằng nằm mơ thấy thắp hương là điềm báo gì hay không? Hãy cùng với chúng tôi đi tiếp phần tiếp theo để tìm hiểu nhé! Thứ nhất, nằm mơ thấy mình đang thắp hương. Nếu như bạn nằm mơ thấy mình đang đứng thắp hương thì đừng quá lo lắng, bởi giấc mơ này sẽ báo hiệu rằng sắp có những điều may mắn đang chờ đón bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng cho biết sắp tới đường tài lộc của bạn sẽ rất phát triển, công việc làm ăn thuận lợi. Thứ hai, nằm mơ thấy người khác đang thắp hương. Nếu bạn nằm mơ thấy người khác đang đứng thắp nhang thì cho biết trong quá khứ bạn đã mắc phải một số sai lầm trong hiện tại. Bạn đang rất hối hận và muốn sám hối cho những việc mình đã gây ra. Giấc mơ này khuyên nhủ bạn nên làm nhiều việc tốt hơn để bù đắp và giúp cho tâm hồn trở nên thanh tịnh và thoải mái hơn. Thứ ba, nằm chiêm bao thấy đang thắp hương ở chùa. Giấc mơ này thể hiện bạn đang mong muốn tâm hồn của mình trở nên an nhiên và thanh thản hơn. Có lẽ quá khứ, bạn đã gặp quá nhiều khó khăn. Có những sự đảo lộn khiến cho bản thân phải suy nghĩ áp lực. Đôi lúc bạn cảm thấy tự ti vì bóng đen của quá khứ cứ luôn ám ảnh chiếm lấy bản thân. Vì vậy, khi thấy hình ảnh bản thân đang đứng thắp nhang ở chùa cho thấy bạn là người hướng đạo, bản thân bạn thực chất là một người hiền lành, lương thiện, đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Vì vậy, hãy cứ tự tin và sống tốt, gạt bỏ quá khứ sang một bên bạn nhé. Thứ tư, nằm mơ thấy người trong nhà đang thắp hương. Đây là điềm báo về tâm linh trong gia đình của bạn. Giấc mơ này thể hiện rằng những người trong gia đình của bạn đang sao nhãng việc thờ cúng tổ tiên khiến cho người đã khuất không hài lòng. Do đó, khi bắt gặp giấc mơ này, bạn nên chú tâm hơn trong việc thể hiện lòng thành kính của mình để bề trên có thể phù hộ độ trì, mang đến những điều tốt lành cho gia đình. Thứ năm, mơ thấy người lạ thắp hương trong nhà mình. Giấc mơ này cho thấy rằng có thể ở ngoài đời bạn đang bị lợi dụng bởi kẻ xấu hoặc đang có ai đó cố tình tìm cách lợi dụng bạn. Đây là một điềm báo không tốt, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nên phải thật cẩn thận, đề phòng. Thứ 6, nằm mơ thấy mình đang thắp hương ở mộ. Nếu như bạn mơ thấy mình đang thắp hương ở mộ thì cho thấy rằng bạn là một người hướng đạo, bạn rất hiền lành, lương thiện và sẽ gặp may mắn cũng như là những điều tốt lành trong cuộc sống. Thứ 7, nằm mơ thấy bát hương đang cháy. Nếu bạn nằm chiêm bao thấy hình ảnh bát hương đang cháy, bị di chuyển hoặc là bị đổ thì điềm báo không tốt cho bạn. Nếu thấy bát hương bốc khói nghi ngút, có hiện tượng cháy âm ỉ, thì đây có lẽ là điềm báo cháy về mồ mả và việc thờ cúng tổ tiên. Đây cũng có thể báo hiệu trong thời gian sắp tới, sự nghiệp của bạn sẽ không được suôn sẻ và may mắn. Quý vị thân mến, Phong Thủy Gia Cát vẫn xin được nhấn mạnh rằng, việc thắp hương cốt lõi nhất đó chính là ở lòng thành tâm. Chỉ cần bạn luôn giữ được cái tâm của mình thanh tịnh và trọn vẹn, không mưu cầu toan tính và vụ lợi cá nhân thì việc nén hương có bị tắt giữa chừng cũng không có gì là điều nguy hiểm khiến cho bạn phải lo lắng. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.